là mặt nón, hình nón và khổ nón. Chúng ta cùng nhau định nghĩa mặt nón. Đây, người ta cho trước một đường thẳng delta, gọi là trục. Đường thẳng L, L cắt delta S, quay cái L này, quay delta, giống như cái chúng ta quay con ba đó, thì ta sẽ được một cái mặt nón tròn xoay. Đấy, này, các bạn nhìn này, cho không gian cho đường thẳng delta cố định, một đường thẳng L cắt delta S và tạo với delta một góc alpha không đổi. Với alpha này này là lớn hơn 0 và nhỏ hơn 90 độ. Thì mặt tròn sinh ra, mặt tròn xoay sinh ra bởi đường thẳng L quay quanh delta được gọi là mặt nón tròn xoay, hay đơn giản ta gọi đó là mặt nón. Đấy. Chúng ta chú ý này, các thông số này, delta được gọi là trục của mặt nón, L đường sinh của mặt nón, S là đỉnh của mặt nón, còn đâu góc này, góc này, góc đây như này này, đấy, góc này góc 2 alpha thì gọi là góc ở đỉnh. Các bạn chú ý cái này để phân biệt với góc alpha nhé. Góc ở đỉnh phải là 2 alpha, góc ở đỉnh đây. Rồi, chúng ta tiếp tục tìm hiểu sang phần thứ hai, đó là hình nón và khối nón. Đấy, hình nón và khối nón. Hình nón này, đấy, chúng ta nhìn hình ảnh của hình nón. Cho cái mặt nón, chúng ta vừa nói mặt nón rồi, mặt nón N nhá, với trục delta, đỉnh S và góc của đỉnh là 2 alpha, được chưa? Gọi P là mặt phẳng vuông góc với delta. P là mặt phẳng vuông góc với delta tại O. O là điểm bất kỳ trên delta nhá. Tuy nhiên nó phải khác S nhá. Đấy. Cắt mặt phẳng theo tiết diện là đường tròn tâm O bán kính R. Đấy. Và một mặt phẳng P phẩy song song với P, hoặc là P phẩy vuông góc với delta cũng được, đi có S nhá. Đấy. Thế thì cái phần của mặt nón giới hạn bởi hai mặt phẳng P và P phẩy cùng với hình tròn được gọi là hình nón. Đây, chúng ta hình nón như này thôi. Đấy. Phần giới hạn bởi hai mặt phẳng này với mặt nón này và cái đường tròn này, đó được gọi là hình nón. Đây là chúng ta chú ý này, hình nón N có này, S là đỉnh này và SO gọi là trục của hình nón nhá. 2 alpha là góc đỉnh của hình nón. SO bằng H, SO bằng H chính là chiều cao của hình nón. Còn OA này, OA bằng R là bán kính của hình nón, bán kính đường tròn đáy chính là bán kính của hình nón luôn nhá. SA bằng SB bằng SM bằng L, đây gọi là đường sinh của hình nón. Đấy. Chúng ta nhớ cái này vào nhá. Và cái phần nữa đó là khối nón. Khối nón là phần không gian giới hạn bởi hình nón, kể cả hình nón đó nhá.